Sau gần 4 năm tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới do Trung ương phát động, với sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở, và đặc biệt là còn có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, các dân tộc trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện Đơn Dương đã có 7 trên 8 xã, đó là các xã Lạc Lâm, Quảng Lập, Lạc Xuân, Ca Đô, Ca Đơn, Tu Tra, Đà Ròn, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia. Trong đó, xã Tu Tra và xã Đà Ròn vừa được Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức họp và thống nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. Riêng xã Bró phấn đấu năm 2016 đạt xã nông thôn mới còn lại của huyện. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trung ương xem xét để công nhận huyện Đơn Dương đạt huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng vào giữa năm 2015 và đạt danh hiệu tập thể anh hùng lao động. Đây là niềm phấn khởi tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đơn Dương.